Cách đây sao? Cách đây sao? 20 cây không? Hơn à? Ờ, đi rải đi lết sệt đâu thôi chứ. Nhìn là biết anh đẹp trai rồi. Không, nhà nó gửi tin này là ổn rồi. Đâu mày, giờ rải đồ này nọ nhiều chứ. Trời ơi. Nhiều lắm. Đồ này. Đồ này nha. Này từ sáng giờ mấy tiếng rồi phát đây. Chắc lúc 8 giờ hơn. 8 giờ.
mày né hết, nó nghiêng lên, nó đổ rớt ra sau á. Cái trái gì vậy đi à? Thấy không? Có cái trái gì đứng lên đâu, đứng lên đâu.
về. Mà chưa uống mà tao ra đây tao uống thì tụi mày chết rồi. Chắc là tụi mày chắc đi học lâu rồi đúng không? Tao đâu có tao dầm từ nhà tao dầm đó đúng không? Cùng tao kẹp đi vô tư.
mời xem đó mày.
nhục đâu, chờ ngày đầu thấy mẹ nó.